Xin chào mọi người, lại là mình Dũng Ba Bia Vlog. Mọi người hôm nay trời mát mẻ. Hôm nay thứ sáu mình sẽ vào bếp nấu cơm và mọi người thấy video này hay thì hãy chia sẻ và like cho mình nhé. Mình đã cắm loại nồi cơm mọi người ạ. Bây giờ sang công đoạn đó là mọi người biết gì không? Rửa rau. Đây, rau. Rau sạch mới ăn được mọi người nhá, mà rửa bẩn thì là thì chết thôi. Đây, bột quả sấu mọi người nhá, tùy từng nhà cho bao nhiêu quả sấu tùy nhá. Nhà mình bột quả sấu rửa sạch rồi thả vào là đấy. Đấy, muốn cho rau muống xanh và ngon ta phải cho muối vào. Đấy, muối nhá, mình cho một ít muối đấy, mọi người nhá, không cho nhiều quá mặn. Cho cả một thìa muối này, cho vào bột canh. Đợi canh sôi thì mình cho rau vào nhé. Rau xanh không mọi người, nghe chưa? Đấy, cả đêm rau xanh. Cho muối vào là rau xanh ngay. Tiếp theo mọi người nhé. Món tiếp theo sườn này, thịt sườn làm sườn chua ngọt này. Thịt tỏ. Đấy, mọi người xem nó này. Này đang rán sườn để cho mỡ bớt ra cho đỡ ngấy. Sau khi rán xong thì mình sẽ cho vào nồi để mình ngâm ngâm một nước với lại mắm với lại gia vị. Mình đang pha mắm đây. Khi đã rán qua để cho sườn bớt mỡ thì mình sẽ ngâm với lại gia vị nhé. Và sẽ để khoảng tầm 5-10 phút. Tùy các bạn, 5-10 phút là cũng đủ độ ngấm rồi. Sau đó thì mình sẽ đun sôi. Cái này thì mình cho nhiều nước để lát nữa mình chấm cùng với rau muống luôn. Nhà bạn nào thích ăn nhiều tỏi thì cho thêm tỏi nữa vào nhé. Đó, là mình sẽ ngâm ở đây đã. Mọi người, ngon lắm mọi người. Bữa cơm gia đình của mình nhá. Đây, sườn ngon này, mình nhìn thấy không? Sườn chua ngọt, ăn hết cơm luôn đấy. Đấy. Món thứ hai là cá rán. Đấy. Rau muống luộc và canh sấu. Nước chấm rau muống luộc là nước mắm này mọi người ăn nha, ôi rồi luôn. Mọi người đấy, có thêm nước mắm đi dầu này. Mình xin kết thúc video này nhá. Nếu mọi người thích video này hãy like và chia sẻ cho mình nhá. Tạm biệt mọi người, bye bye.